Đến bệnh viện khám, người đàn ông phát hiện hơn 10 con giòi có trong mắt. Người đàn ông ở Pháp đến bệnh viện kiểm tra bị ngứa ngáy khó chịu ở mắt phải. Nguyên nhân gây ngứa là do hơn 10 con giò đã lọt vào mắt khi ông đang làm vườn. Người đàn ông 53 tuổi bỗng dưng bị ngứa bất thường ở mắt phải suốt nhiều giờ liền không khỏi. Ngay trong ngày hôm đó, ông đã đến phòng cấp cứu bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra mắt và nhận thấy rằng thị lực ông hoàn toàn bình thường, tuy nhiên mắt phải của ông lại bị ngứa và đỏ. Khi kiểm tra kỹ hơn thì các bác sĩ phát hiện là hơn 10 con giòi đang ngoe ngoậy ở mặt ngoài nhãn cầu, thậm chí bác sĩ còn quay lại video hình ảnh các con giòi để cho người đàn ông xem. May mắn là các con giòi có thể được loại bỏ bằng kẹp, những con giòi này được xác định là ấu trùng của loài ruồi Ostrich ovis. Bệnh nhân nghi ngờ mình đã bị những con giòi này xâm nhập vào mắt khi đang làm việc trong một trang trại nuôi ngựa và cừu. Trong lúc làm việc, ông có cảm giác thứ gì đó lọt vào mắt phải mình, kể từ đó ông bắt đầu cảm thấy ngứa. Bác sĩ tiếp tục điều trị cho người đàn ông này bằng cách dùng kháng sinh. Sau 10 ngày, các triệu chứng mắt của ông đã biến mất. Khi còn là ấu trùng, loại ấu trùng này thường sống ký sinh trên cơ thể động vật có vú, thường là cừu, dê hư, thậm chí là người. Khi trưởng thành, loài ruồi này có kích thước tương đương một con ong dài từ 10 đến 12mm. Các nghiên cứu cho thấy nơi mà ruồi này hay để lại ấu trùng là mũi của con cừu. Trong một số trường hợp, ruồi sẽ để lại ấu trùng trong hốc mắt động vật. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.